cười, nó có cười trung, nó có cười nịnh, nó có cười dê. Nhưng mà cái nhiều cách để dùng, chẳng hạn như trung, ông quan trung mà nói chuyện mà trong đất nước bình yên vui thì nói mừng bấy nước nhà thảnh trị, vui thái vận nước an toàn, ngư thủy phùng ngư thủy nhất tràng, quân thần hội quân thần thiên tài. Ha 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 ha, đó là cười trung. Nhưng mà nếu mà cái người nịnh á muốn chiếm ngôi vua thì mới nói là ông quan già đó làm sao trao cái quyền bính lợi cho con rể mình, mà hỏi ông quan với thế này là thưa lão tướng, nếu năm nay nước nhà lâm nguy hỏi vậy chứ lão tướng còn có thể giữ vững bờ cõi, hay là lão tướng phải nhờ tới tiện tế của vị nhân lão tướng? Thì cái tờ cười đó là cái cười cười nịnh. Mà cười dê đó, nó có hai ba cách cười dê. Cái cười dê mà dê hạ cấp đó, chẳng hạn như là tiểu đồng dê đi ra mà chọc với cô con gái mà làm tỷ tất của cô tiểu thơ, thì cười dê theo cái điệu con dê tầm thường, cười dê như con dê. Chẳng hạn như nói rằng em hai, công tử đã dạo vườn xem hoa nở, vậy chứ em hai có muốn cùng qua cũng dạo vườn xem hoa nở không em hai? Nhưng mà nếu cái dê đó mà cái dê của một người thừa tướng trong triều đình thì không phải dê như con dê. Chẳng hạn như Đổng Trác, Đổng Trác khi thấy Điêu Thuyền đi tới để mà dâng rượu cho mình thì mặc dầu rằng thích Điêu Thuyền tới gần lắm nhưng mà không có dám nói, nhưng mà kêu biểu Điêu Thuyền lại gần mà cười như con dê. Nhưng mà con dê này không phải con dê tầm thường. Con dê này là hồi nãy em tôi Trần Rạch tôi có làm. Con dê này là phải cười như cái tiếng con gà trống mà sửa sạn muốn đạp mái. Thì cho nên cái con cười, cái cười đó là cười chinh phục. Cái đây là không phải tiếng tôi nói ra mà chính là bác Sao Lai, người đã quá cố rồi. Bác Sao Lai là học trò của cụ Nguyễn Hiển Dính ở tại miền Trung. Cụ phân tách ra ba mươi mấy loại cười khác nhau, mà trong đó có cái loại cười của Đổng Trác, tức là dê mà chinh phục, dê mà từ thừa tướng đi xuống, chứ không phải là dê cười cỡ tiểu đồng mà dê. Cho nên Đổng Trác khi thấy Điêu Thuyền đi qua đi lại, làm cái gì mà đi qua đi lại vậy? Xê lại đây một chút, xê lại đây một chút, dây ở nhà coi, xê lại đây một chút. Là cái cười dê đó, là cái cười dê mà dê chinh phục. Nhưng mà sau khi Điêu Thuyền cho uống rượu thiệt nhiều rồi thì không còn được cái bình tĩnh như con gà trống ở trong sân, mà nó lè nhè chừng đó. Tuy lè nhè vậy mà cái thú tánh vẫn còn. Thì bác Sao Lai nói lúc đó cái cười phải là cái cười con heo. Do đó thì khi bác sao vậy, cứ đi qua đi lại rót rượu cho ở nhà mà không chịu xê là đây một chút, xê là đây một chút, một chút dê ở nhà coi.